Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh chuyên mua bán và trao đổi ô tô đỗ qua sử dụng. Ở video lần trước thì em Long đã lên sóng giới thiệu đến cho các bác mẫu Santa Fe bản phun dầu 2020 màu trắng. Thì chiếc đấy bên em đã bán rồi. Và hôm nay thì bên em lại vừa về được một chiếc Santa Fe cũng tương tự như chiếc đấy nhé. Chiếc này bên em thì là bản phun dầu sản xuất 2020 và lăn bánh chuẩn là 6.8 km. Xe đăng ký tên tư nhân, mang biển số gốc Hà Nội. Và sau đây thì em sẽ mời các bác đi vào chi tiết chiếc xe này cùng em nhé. Đấy, chiếc xe trước thì rất là nhiều các bác hỏi thông tin xe của em. Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc một chút là em bán cũng sớm quá. Thì bác nào đang quan tâm thì có thể tham khảo chiếc xe này nhé. Chiếc này của em thì ngoại thất thì là ngoại thất là màu đỏ mận nhé. Đấy. Chiếc xe thì bác chủ cũ đi thì cũng rất là giữ gìn. Ngoại thất, nội thất bên trong thì còn rất là mới. Chiếc này thì sản xuất 2020 cho bác nhé. Bản phun dầu. Đấy, em sẽ quay một vòng chi tiết phía ngoại thất cho các bác theo dõi. Đấy, chiếc xe còn rất là mới nhé. Đấy, các bác có thể xem cho em tất cả các phần mép cản, nắp capo này đều không có dấu hiệu xô lệch. Đấy, xe cũng trang bị đèn pha là đèn pha full led rồi. Cam 360 này. Cảm biến va chạm trước sau trang bị đầy đủ. Chiếc này bên em thì bác chủ cũng lên khá nhiều đồ chơi. Lên màn ZTEC này, lên cam 360. Đây là phần la răng các bác nhé. La răng còn rất là mới, hầu như là không có một tí xước sát nào cả. Đây, dàn lốp đây, dàn lốp vẫn còn rất là dày nhé. Đây phần đuôi xe, bản premium, bản cao cấp nhất. Xe cũng trang bị thêm 4 mức cảm biến ở phía sau nhé. Đây, cam lùi này, cam lùi được đặt ở vị trí này. Bản này cũng được trang bị cốp điện đầy đủ rồi. Đây là phần khoang hàng ghế sau này. Hàng ghế sau của Santa Fe hạ xuống thì rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, khoang cốp rất rộng. Đấy, tất cả các chi tiết nhựa thì còn rất là mới. Nói chung bác chủ cũ này thì cũng rất là yêu xe, thế là xe đi rất là giữ gìn. Đây phần ốc cốp này, nguyên zin nguyên bản hết. Keo chỉ. Máy móc không gồm hộp số keo chỉ thì bên em cam kết cho các bác là nguyên bản hết nhé. Có cam kết rõ ràng trong hợp đồng. Đây là khoang nội thất. Rất đẹp các bác nhé. Đây phần tabi cửa này, tất cả các cái chi tiết mặt da ghế này, vô lăng cần số. Đây các bác có thể cho để ý cho em phần da ghế này, da ghế rất đẹp nhé. Chiếc này thì cũng được trang bị hai ghế lái chỉnh điện. Lăn bánh chuẩn là 6.8 km. Đấy, màn thì màn cũng lên màn ZTEC rồi. Rất là nhiều các tiện ích giải trí. Đây khu vực cần số. Cũng có các chế độ lái, auto hold,
phanh tay điện tử. Nội thất của chiếc này em đánh giá rất là mới nhé, rất đẹp. Đây khoang hàng ghế thứ hai. Đây, các bác nhìn phần da ghế đây. Cửa gió điều hòa và các cổng sạc. Cửa sổ trời toàn cảnh. Bản này cũng trang bị trần là trần nhung các bác nhé. Đấy, trần nhung. Và chiếc xe này lấy về thì cũng được bên em check test kiểm tra rất là kỹ rồi. Các bác qua bên em mua thì cũng có thể mang qua bên thứ ba check test kiểm tra thoải mái. Vậy tại thì chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 máy dầu sản xuất 2020 này đã được bên em chào bán với giá là 899 triệu nhé. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Các bác đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em lưu dưới góc màn hình. Em sẽ vẫn có những mức giá ưu đãi tốt nhất gửi đến cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.